Lâm Chấn Khanh nhận xét choáng về Châu Việt Cường, bức xúc, khán giả quá kém khi gọi tôi là ca sĩ chuồng gà. Lâm Chấn Khanh cho rằng việc phân biệt sân khấu thành phố với hội chợ là không công bằng, khiến anh cảm thấy buồn khi nghe danh xưng ca sĩ hội chợ. Ca sĩ hát hội chợ gần đây là cụm từ được nhiều khán giả nhắc đến. Kèm theo đó không hẳn là sự mến mộ mà những ý kiến chê bai, thậm chí đánh giá thấp. Ca sĩ hát hội chợ vốn đã bị đánh giá là thị trường nhất trong giới âm nhạc. Ra vụ việc của Châu Việt Cường, hình ảnh càng thêm xấu. Là một giọng ca thành danh trong giới, Lâm Chứng Khang cho biết anh không quan tâm đến đánh giá của người khác. Tuy nhiên, giọng ca ghét chính anh tỏ ra tức giận khi công chúng đánh giá thấp đối tượng ca sĩ này. Buồn khi bị gọi là ca sĩ chuyên hát chuông gà. Những phần phim trước của người trong giang hồ tuy đạt lực xem lớn nhưng vấp phải tranh cãi khá nhiều vì có quá nhiều cánh bạo lực. Được đánh giá là không phù hợp với khán giả trẻ với phần 6 vừa ra mắt, anh giải bài toán với nội dung như thế nào? Ở phần 6, yếu tố hành động được tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, hành động được xây dựng trong các sản phẩm của tôi xoay quanh nhân vật chính nghĩa, diệt trừ kẻ xấu. Và nếu có nhân vật ác thì họ cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Đối với tôi, đó là những hành động tốt và rèn luyện cho em nhỏ tư duy bảo vệ bản thân cũng như người xung quanh. Trước đó, trong những lần trò chuyện với các phụ huynh, tôi nhận được chia sẻ rằng Chú ra phim như vậy anh thích lắm, bởi nó giúp con cháu anh có khả năng tự vệ cho bản thân. Thành tích được xem MV khả quan, nhưng Lâm Chấn Khang vẫn gắn liền với danh hiệu ca sĩ chuyên hát hội chợ tỉnh. Anh cảm thấy thế nào về cách công chúng gọi mình? Suy nghĩ của họ quá kém và cách nhìn đó của họ khiến tôi cảm thấy buồn. Tại sao mọi người lại phân biệt sân khấu thành phố và tỉnh khi mà thóc lúa mọi người ăn đều từ những người nông dân mà ra? Những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng không có họ thì làm sao có hạt thóc mà chúng ta ăn rất nhiều nghệ sĩ lớn hiện giờ cùng biểu diễn cùng sân khấu và trân trọng những ca sĩ như tôi trong những lần diễn chung tôi cảm thấy họ vui vẻ hòa đồng chứ không có sự phân biệt như khán giả nói mỗi người một quan điểm và tôi quan niệm mình phải sống cho chính mình do đó tôi không quá quan tâm về vấn đề này tôi nghĩ điều quan trọng nhất là làm ra tiền lo cho cuộc sống của chính mình thậm chí làm một phim ca nhạc mà không mang tới lợi nhuận tuy nhiên thời gian vừa qua vụ việc của châu việt cường đã khiến danh ca sĩ hát tỉnh bị xấu đi nhiều khán giả thậm chí mặc định ca sĩ hội chợ ăn chơi còn anh nghĩ sao mỗi người một cách sống trong số ca sĩ tỉnh thì có người xấu người tốt tôi không dám đánh giá riêng ai tôi chưa bao giờ sống mà cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình từng có người nói rằng ca sĩ tỉnh chuyên hát chuồng gà điều đó khiến tôi rất buồn bởi tổ nghiệp chúng tôi ngày xưa đi hát và xin từng đồng từng cắt Ai trong nghề mà nói về ca sĩ tỉnh như thế thì có thể họ sẽ không tiến xa được. Chơi thân với Châu Việt Cường, anh có sợ mình bị ảnh hưởng ít nhiều sao ta tiếng của bạn? Khi chơi với tôi, Cường rất tự thế. Tuy nhiên bản tính cậu ấy con nít, còn ham chơi, thiếu suy nghĩ. Khi mới vào Sài Gòn, Cường từng định gây hấn với tôi. Ngày đó, không hiểu nó nghe ở đâu, việc khi đi hát tỉnh thì phải chào Lâm Chấn Khang bởi tôi là trùm ở đó thậm chí nếu lên sân khấu mà nói quá nhiều thì sẽ mệt với tôi tính cường háo thắng nên sau khi nghe thấy thế trong một lần hai anh em cùng xuống tỉnh hát dù đã hát xong ba bài quy định cậu ấy vẫn cố tình hát tiếp để kiếm chuyện với tôi lúc đó mc cũng giục tôi nhưng tôi bảo rằng cứ để cho cậu ấy hát sau sự kiện đó cường mới về kể lại với những người bạn của mình rằng tôi thấy lâm chấn khang cũng dễ và hòa đồng mà chứ đâu có ác ý như mọi người nói đâu sau đó cậu ấy quen biết và nể cách sống của tôi. Có một thời gian tôi rất giận vì lối sống ăn chơi của Cường. Tôi cũng khuyên cậu ấy đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhưng rồi Cường không nghe, chơi với những người bạn không tốt khiến vợ con buồn lòng. Và cuối cùng mọi chuyện xảy ra đúng như những gì tôi nói. Cuộc sống hiện tại của những sao Việt từng vỡ nợ hàng tỷ đồng Từng là những tên tuổi vô cùng nổi tiếng trong showbiz Việt. Họ đã có thời gian lâm vào cảnh khốn cùng vì nợ nần, cuộc sống hiện tại của họ ra sao. Chánh tính Chánh tính là một trong những diễn viên gạo cội của nền điện ảnh nước nhà. Thu nhập từ công việc của ông là con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh. Từ đó, chánh tính rơi vào cảnh thua lỗ dẫn đến vỡ nợ. Đến nỗi căn nhà ông cùng vợ sinh sống cũng bị ngân hàng tịch thu. Hiện nay, cuộc sống của chánh tính cùng vợ đã đi vào ổn định. Bước qua được giai đoạn khó khăn lúc trước, nào diễn viên chuyển sang kinh doanh nước uống, mở quán nhậu, thỉnh thoảng cũng tham gia vài vai diễn để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vợ chồng diễn viên chánh tính mừng vì đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Siêu Black Nhiều năm trước, Siêu Black nổi tiếng là ca sĩ có sức hút mạnh mẽ trong showbiz Việt. Mức cách xê mỗi lần chị đi hát là con số khá khủng. Nhưng vì nhiều nguyên do, Siêu Black rơi vào cảnh nợ nần trong chất. Sau khi scandal vỡ nợ xảy ra, cuộc sống của siêu black hoàn toàn thay đổi người ta không thấy chị xuất hiện ở các sân khấu tụ điểm ca nhạc nữa siêu black sau đó chuyển về con tâm sống cùng con trai mở một quán cà phê nhỏ chị tham gia hoạt động ca hát tại nhà thờ tham gia các hoạt động thiện nguyện và lâu lâu mới đi hát sân khấu người hâm mộ tại sài gòn cũng ít khi thấy chị đi hát nhưng đối với siêu black cuộc sống hiện tại đã quá tốt rồi thúy nga nhắc tới danh hài thúy nga người ta nhớ ngay chất giọng sao bán khoai lang, không lẫn vào đâu được. Thủy Nga có nhiều vai diễn ấn tượng như bà già khó tính, luôn luôn chọc cười khán giả bằng cách diễn hài vô cùng tự nhiên. Bẳng đi một thời gian, Thúy Nga sang Mỹ lập nghiệp. Sinh con được một tháng, chị rơi vào cảnh nợ nần, lên đến 7 tỷ đồng vì vay ngân hàng kinh doanh nhưng thất bại. Thời điểm đó, hôn nhân cũng rạn nứt, khiến Thúy Nga tưởng chừng như gục ngã. Với một người phụ nữ, một mình lo cho cả gia đình, phải trả số nợ cao rất như núi là điều không dễ dàng. Thúy Nga kể lại, nhiều đêm chị thức trắng vì lo nghĩ làm thế nào để trả hết nợ. Trở lại Mỹ, chị làm show phải lo từ A tới Z, từ chuyện bán vé đến kịch bản, phục trang. Chuyện nợ nần khiến chị phải lao vào kiếm sống cực lực ở cả Mỹ và Việt Nam. Trải qua nhiều thị phi về hôn nhân lẫn chuyện phá sản vì kinh doanh thất bại, giờ đây Thúy Nga đã có cuộc sống bình yên bên cô con gái nhỏ xinh xắn khi được khán giả ủng hộ nồng nhiệt, khi trở lại các hoạt động biểu diễn. Bảo Chung. Bảo Chung là một trong số những nghệ sĩ hài thành công ở Việt Nam, các sưu diện của anh không chỉ bỏ hẹp tại Sài Gòn mà kéo dài rộng khắp các tỉnh thành. Giá cát-xê thời điểm ấy của anh rất cao. Bảo Chung cho biết mỗi ngày anh ăn tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Bảo Chung từng có thời gian sống sung sướng không phải lo nghĩ một năm chạy show, Bảo Chung sống khá giả hơn khi có nhà tại Sài Gòn, có thời điểm anh sở hữu tới 38 chiếc xe ô tô. Chiếc xe đắt tiền nhất của Bảo Chung thời trẻ lên tới hơn 300 cây vàng, nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, nam danh hài đang lên như diều gặp gió bỗng gặp vận đen khi đầu tư vào bất động sản, anh bị thua lỗ nặng và tuyên bố vỡ nợ. Sau đó Bảo Chung sang Mỹ làm lại từ đầu, anh may mắn vẫn được làm nghề và có show đều đặn anh trở thành bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ Hài Vân Sơn, là cái tên ăn khách ở thị trường hải ngoại. Kết hợp với chạy show ở Việt Nam nên kinh tế của Bảo Trung cũng dần ổn định. Ở Mỹ, cách xe đi diễn 2 ngày cuối tuần của tôi ở mức 2.000 đô. Thu nhập của bà xã cũng ổn định nên về cơ bản thì cuộc sống của gia đình tôi khá ổn. Phước Sang Từng là diễn viên đạo diễn uy tín, sản xuất hàng loạt phim điện ảnh ăn khách. Phước Sang có cuộc sống sung túc với vợ đẹp và hai con trai trong căn nhà tại Sài Gòn. Tuy nhiên, sau biến cố vợ nợ vì làm ăn thất bại, Phước Sang phải bán hết nhà cửa, rơi vào cảnh trắng tay. Sau đó một thời gian, anh và vợ Kim Thư cũng ly hôn. Dù cuộc sống mới vô cùng khó khăn, nhưng Phước Sang vẫn miệt mài lao động với công việc nghệ thuật. Anh vẫn cố gắng bám trụ và dành tâm trí cho phim ảnh. Bây giờ, cuộc sống của anh cũng đã dần ổn định hơn không ngờ Harry Won lại làm thế này sau lưng Trấn Thành. Mặt lịch trình dày đặc, Harry Won vẫn có mặt tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để cổ vũ cho đoàn đua. Diện trang phục lấp lánh, Harry Won hào hứng hòa cùng người dân địa phương xuống đường để cổ vũ cho các tay đua. Vừa qua, cúp xe đạp truyền hình lần thứ 30, non sông liền một giải, đã từ Lạng Sơn đổ về Phú Yên và Nha Trang trong chặng đua thứ 17, Tại đây, đại sứ cúp xe đạp, Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, Hen Nie, đã cùng Minh Hằng gấp mặt để trao giải cho những tay đua đạt thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, cả hai còn xuống đường để tiếp nước cho các courier giữa nắng gió khắc nghiệt tại miền Trung. Trong khi đó, Harry Won cũng bất chấp lịch trình dày đặc, trốn trấn thành để một mình đến cổ vũ đoàn đua. Có mặt từ rất sớm là nữ ca sĩ diễn viên Harry Won, mặc lịch trình dày đặc, Harry Won vẫn có mặt tại thành phố Tuy Hoa, tỉnh Phú Yên để cổ vũ cho đoàn đua. Giữa trưa oi ả, nữ ca sĩ vẫn nhiệt tình hò hét, tay bắt mặt mừng cùng các tay đua và khán giả để thổi thêm sức sống, tôn vinh tinh thần thể thao. Đứng cùng tay đua đạt thành tích cao nhất, Harry Won tâm sự. Cái đời em chỉ mong Trấn Thành có được body như thế này thôi. Cô cũng hóm hỉnh chia sẻ. Vì quá mê cướp xe đạp mà đã trốn chồng để đến tận Phú Yên cổ vũ đoàn đua. Không thể vắng mặt là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, đại sứ cướp xe đạp Henie bên cạnh hoạt động thiện nguyện. Henie tiếp tục hăng say đồng hành cùng các cua rơ trong chặng đua thứ 17 tại Nha Trang. Diện trang phục khỏe khoắn, Henie đã tháp tùng theo đoàn đua xe bằng xe mô tô trên các nẻo đường. Đôi lúc, cô lại rời xe để đứng ở các điểm chốt cùng người dân hò reo, đông đốc tinh thần các tay đua trong thời tiết khắc nghiệt. Không những thế, đường kim hoa hậu còn chiếm được cảm tình của công chúng vì sự dân giả lăn xả hết mình cho đoàn đua và bà con địa phương. Tại cuối chặng đua, Hanie đã mở từng chai nước để gửi tận tay các vận động viên đồng hành cùng Hanie là nữ ca sĩ Minh Hằng. Bất chấp cái nóng 38 độ, Minh Hằng vẫn quyết tâm đốt cháy thành phố biển với những ca khúc nhạc dance và đường cong quyến rũ của mình. Lần đầu chứng kiến đoàn đua hoành tráng, Minh Hằng không giấu được sự kỳ vọng giải đua xe đạp sẽ mau chóng vươn lên tầm châu lục